Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch được 35.000 ha trong tổng số 68.000 ha lúa nước, đạt 52% diện tích thực hiện. Mặc dù ở đầu vụ bị ảnh hưởng của thời tiết khô hạn thiếu nước nên năng suất giảm nhẹ, song bù lại giá lúa luôn ở mức cao, dao động từ 9.000 đến 12.500 đồng 1 kg lúa khô. Đây là vụ lúa thứ hai trong năm được coi là thắng lợi về giá, khiến nông dân rất phấn khởi. Bà con bây giờ thu hoạch lúa cũng gần xong rồi, bây giờ giá lúa cũng tăng lên nên bà con rất vui. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng làm tốt công tác dự báo tình hình sâu gây hại, người dân cũng tích cực ứng dụng tốt các quy trình canh tác tiên tiến, quản lý tốt đồng ruộng, giúp tiết giảm các chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nên lợi nhuận đem lại trong vụ lúa này càng cao. Vụ lúa này vui lắm, giá lúa bán được cao hơn, lợi nhuận cũng thu về nhiều hơn, có tiền tích lũy nữa. Phơi lúa khô như này, xong tí có thương lái đến mua luôn, không phải chở ra đại lý bán như trước đâu. Giá lúa vụ này luôn duy trì ở mức cao đã tạo nhiều phấn khởi cho nông dân trong tỉnh, giúp bà con vững tin hướng đến vụ lúa thu đông thắng lợi.